Xin chào các bạn lại đến với kênh của Ship. Video ngày hôm nay Ship sẽ biến thành Huggy Wuggy các bạn, như các bạn đã yêu cầu. Hình như Huggy Wuggy Ship chưa chơi lần nào luôn á. Và đây là skin mới của Ship, skin bộ xương skeleton các bạn. Đeo mắt kính, Ship hết nhất là skin này luôn á. Và trước vào video các bạn hãy nhớ cho Ship một like, một đăng ký kênh cũng như bình luận bên dưới nha. Bây giờ chúng ta cùng vào biến thành Huggy Wuggy thôi các bạn. À, và skin rất là đặc biệt nha các bạn. Ship có skin Killy Willy nha các bạn. Skin này là đẹp nhất của Huggy luôn các bạn. Và Ship sẽ dùng chiêu là không cho người chơi chạy trốn thoát. Có Kissimissi nè và những Huggy khác, nhưng Ship hết nhất là Killy Willy. Không biết các bạn có thích Killy Willy không? Nếu các bạn thích Killy Willy thì các bạn hãy bình luận bên dưới cho Ship biết nha. Bây giờ chúng ta cùng đi bắt 6 người chơi thôi. Huggy con ở đây canh cho Killy Willy nha. Huggy con Hồng bé ơi. À, có đứa giải sai các bạn. Tới công chuyện rồi. Hello. À, hai đứa ở đây luôn. Chết nè. Nhanh gọn lẹ. Đứng nhìn nè. Cái tội không chạy mà đứng nhìn. Cái tội không chạy mà đứng nhìn. Nhẹ nhàng hai đứa các bạn. Quá đơn giản. Chắc lần đầu thấy Killy Willy nên còn hơi ngỡ ngàng các bạn. Cái tay của Killy Willy có quá trời mắt luôn nè các bạn. À, đứng đây làm gì vậy? Đứng đây ngắm Killy Willy à? Chết rồi. Trời. Mới vô bắt được ba đứa luôn các bạn. Hay là Ship chơi quái vật quá giỏi các bạn. À, mà mỗi lần Ship chơi quái vật là không ai sống sót hết các bạn. Và map này không có root các bạn ơi. Chơi không rủ mà còn nói. Đây là Ship tự chơi một mình á. Ba đứa xuống cái lồng cho Huggy ăn. Killy Willy tới đây, còn ba đứa nữa ở đâu rồi? Ở đây đứng canh nha Huggy con. Nè, có gì báo cho Killy Willy nha Huggy con. Tụi nó sẽ không chạy trốn được đâu các bạn, trừ khi có người tới cứu thôi. Ủa? Một đứa thoát luôn các bạn. Sợ quá, thoát luôn rồi. Còn có hai đứa bị nhốt. À, ở đây à. Sao mà chạy được? Ôi, nó đang cứu á các bạn. Trời. Núp kỹ vậy mà cũng bị nó thấy hô hô. Không chạy mà đứng núp nè. Nó cứu rồi các bạn ơi, nó cứu được một đứa rồi. Từ từ rồi cũng tới lượt những đứa kế tiếp thôi. Sao mà đỡ được? Đâu rồi, nó mới cứu chạy đi đâu mất tiêu rồi các bạn. Killy Willy, à đây. Killy Willy thì không có chiêu nhìn xuyên thấu các bạn ơi. Chỉ có chiêu là spam cái Huggy con. À, đứa ở trên đứng nhìn, đứa ở dưới bị giết. Run. Không biết các bạn nào chơi Project Playtime không? Vô solo với Ship. Trời, còn dám đứng nhìn Ship nữa. Chết chắc rồi, khỏi núp. Một hit. Ôi, còn trốn trong cái tủ nữa chứ. Ship làm quái vật thì chỉ có chết thôi các bạn ơi, không thể nào sống nổi. Rồi xong, còn có một đứa duy nhất cuối cùng còn sống các bạn. Chết đi. Mấy con Huggy con có nhiệm vụ là báo cáo cho Ship những đứa mà đang đứng lại gần nó đó các bạn. Đi đâu hết rồi ta? Ủa, còn có một đứa à. Để Ship đi kiếm một đứa cuối cùng các bạn. Hơi bị khó kiếm luôn á. Đứa cuối cùng là đứa khó kiếm nhất á các bạn. Tại vì lúc Ship đi kiếm nó thì nó sẽ đi cứu những đứa khác. Đâu rồi, ra đây coi. Killy Willy đây. Killy Willy đây nè. Nó không có trong đây các bạn. Ship cũng thuộc map này rồi. Buồn quá à. Không có các bạn chơi chung với Ship. Ít người chơi quá. Đây đây.
Husky đứng ở đây canh chừng nha. Nó mà xuống cầu thang là la làng lên liền. Đâu, ship chưa xuống đây các bạn. Không biết nó có dưới đây không, dưới tầng hầm không. À, ship thấy các bạn có tải điện thoại Project Playtime. Nhưng cái đó là pha ké, các bạn chơi không được đâu. Ship sẽ luyện tập chơi Husky nhiều hơn. Tại vì ship mới chơi à. Ship thấy Husky cũng mạnh đó các bạn. Nó trốn ở đâu mà khó tìm quá vậy ta. Ra coi, ra cho ship bắt để thắng luôn coi. Trời ơi. Đứng đây nha Husky. Nó đâu rồi nhờ? Nó có xuống đây cứu không? Ở nó đang cứu các bạn. Nó đang cứu. Nó đang cứu ở đâu nè? Ở trên sân khấu hay sao á? À, rồi tới công chuyện. Husky, sao mày không thông báo vậy Husky? Nó mới chạy ngang qua luôn á. Đâu rồi? À, mới đóng cửa đúng không? Ồ, cứu tiếp rồi các bạn. Đừng mong mà chạy thoát ship. Một đứa chết rồi, còn ba đứa các bạn. Ở đây. Rồi xong. Xong rồi. Vô hầm vô lòng luôn nè. Okay. Hai đứa chết, còn hai đứa được các bạn. Mới thấy nó chạy đi đâu đây nè. À đây nè. Trời ơi. Nó không biết ship lại các bạn. Cái màu của nó giống với cái màu nền quá, ship không thấy đường. Lại gần nó ship mới thấy. Rồi còn đứa cuối cùng. Cái đứa cuối cùng là cái đứa đi cứu nãy giờ mà ship không thấy được á các bạn. Nó đâu rồi ta? Nãy giờ không đứa nào giải được một cái máy luôn các bạn. Ship bắt hết rồi. À, rồi chết hết rồi, còn có mình Hằng cuối cùng rồi các bạn. Ship solo với nó. Ôi nó thoát luôn các bạn. Thoát game hết rồi, còn có mình ship à. Ủa chan gián vậy. Công sức nãy giờ ship bắt bao nhiêu điểm ship tích lũy. Ôi nó thoát luôn các bạn. Ship mất hết điểm luôn rồi. Nó cay cú quá các bạn. Và ship vừa trở thành Husky Wuggy phiên bản Killy Willy các bạn. Coi như ship thắng đi. Ok. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của ship. Nếu các bạn thích video của ship thì hãy nhớ nhấn chuông đăng ký kênh cũng như like và share. Tạm biệt các bạn. Và hẹn gặp các bạn ở những video sau. Bye bye.